Đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên, chương trình dạy học sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trường lớp cho năm học mới từ nguồn vốn xây dựng cơ bản, Ủy ban Nhân dân quận đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng để xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học. Căn cứ nhu cầu thực tế và biên chế được giao, Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ ra soát số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các trường để tiến hành điều động trong nội bộ, đảm bảo cân đối nhân lực giữa các trường, đồng thời tuyển dụng 57 chỉ tiêu lao động hợp đồng giáo viên bố trí cho các trường. Theo cái chỉ tiêu phân bổ của quận giao thì đến nay là nhà trường đã tuyển sinh được là 11 lớp 6, nâng tổng số lớp của toàn trường lên là 34 lớp. Về cái đội ngũ thầy cô giáo thì nhà trường cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận tiếp tục hợp đồng bổ sung 11 thầy cô giáo để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024. Năm học 2023-2024 là năm bứt phá của đổi mới giáo dục. Do đó, quận yêu cầu ngành giáo dục quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trước khi khai giảng. Qua báo cáo của Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục, Ủy ban Nhân dân quận nhận thấy rất là vui mừng là đây cũng là một năm đầu tiên chúng ta đã bảo đảm được cái tỷ lệ giáo viên đứng lớp, đặc biệt là tuân thủ những cái nội dung theo cái chương trình của bộ cũng là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đó là bảo đảm số lớp, sĩ số học sinh và đặc biệt là bảo đảm cái tỷ lệ giáo viên đứng lớp trong cái điều kiện rất là khó khăn về chỉ tiêu biên chế hiện nay. Quận Ngũ Hành Sơn có 38 trường ở 3 bậc học. Năm học 2023-2024, cấp mầm non đã tuyển 2.585 học sinh, đạt tỷ lệ 106,8%. Cấp tiểu học tuyển 1.694 học sinh, đạt tỷ lệ 93,1%. Cấp trung học cơ sở tuyển 1.984 học sinh, tỷ lệ 96,3% so với chỉ tiêu giao.